Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Trái Xanh của nhà văn Trần Thủy Mai. Mời các bạn cùng theo dõi. Phía trước là chùa, bên hông là trường học. Trong khung cảnh nghiêm trang kia, căn nhà sơn màu đỏ tím lòe loẹt nằm nghiễm nhiên như thách thức, với cái bảng hiệu được trưng lên như một nụ cười trâng tráo: nhà nghỉ Đoan Trang. Khi tôi ghé vào thì Mận đang xách váy bước qua bước về trên một trách than hồng. Bà chủ và đàn em đi đâu chẳng thấy. Cô bạn ngồi xổm trên đất ném từng nắm nhựa chai vào lửa, mùi chai phà bốc lên làm tôi sặc mũi. Ôi trời ơi, may quá! Thấy tôi, Mận rú lên cười, rũ rũ váy rồi đon đả chạy lại. Cô bạn lườm dài rằng giặc, cất giọng nặng nặng đưa đãi. Đang ế ngáp dài ngáp ngắn ra, tao bày cho sông hơi một chút là trai dẫn xác tới liền liền. Nói rồi, cô ta cũng đứng dậy, vén váy nhảy qua nhảy về như con thoi trên trách lửa còn nghi ngút khói. Cánh cửa sập sau lưng. Mận bật máy. Bộ hình karaoke bắt đầu diễn ra trong TV. Tôi ngả người xuống ghế nệm kéo tay Mận. Thôi, dẹp đi. Anh đến đây có phải để hát hò đâu, em yêu? Mận vặn nhỏ âm thanh. Kệ, có chút nhạc cho đúng điệu, ra vẻ mình đang hát kara thiệt chứ. Nói rồi Mận lại gần, đổ ập xuống, hai cánh tay rắn chắc siết quanh tôi. Nằm đè trên mình tôi như thế, nàng đưa tay xoa trán bóp huyệt. Mận đã quen tính tôi rồi. Trước hết phải xả cho bộ dây thần kinh trùng xuống, các cơ thịt trên mặt giãn ra. Những giờ dài cầm lái trên đường làm tôi căng cả óc, mắt nhức, nhìn vào đâu cũng muốn gây sự. Tay Mận thô, nhưng lòng bàn tay và mười đầu ngón tay rất mềm, ấm nóng. Mận có lần kể tôi nghe hồi mới vào làm ở đây, học lỏm được bà chủ cách ngâm tay bằng nước nóng, rồi nhẹ nhẹ gỡ lần những cục chai to. Gỡ hàng tháng trời, ra tay mới được như thế. Cô lật sấp tôi lại. Những cái vuốt mạnh mẽ dọc theo lưng làm cơ thể ngổn ngang của tôi dần dần hồi tỉnh. Cái ghế bành to đến nỗi tôi nằm thoải mái như nằm trên giường. Mận ngồi dậy, hai tay tuột cái áo chun qua đầu. Giống như một ngọn lửa bùng lên, tôi cháy rất nhanh, rất đơn giản, rồi tắt. Nhổm dậy, tôi cùa chân tìm giày. Khoan đã! Để em khuyến mãi thêm một chầu tẩm quất nào. Tôi ngồi nán lại để cho Mận vừa vỗ rôm rốp sau gáy tôi, vừa thầm thì hỏi. Anh có ghé Cổ Kỳ không?
bữa ni chỗ nớ ra răng anh, có chi lạ không? Tất nhiên là tôi có ghé. Cái làng trơ trụi với những mái tranh, điểm vài căn nhà xây blô đơn giản. Những bức vách không tô chát, những cánh cửa gỗ ván cong vênh. Lần nào tới đây tôi cũng cố kiếm một cái tin nào đó cho Mận. Mấy bữa nay thấy người ta chở gạch vào làng xây giếng. Dạo này mới có cái đập nước xuất hiện gần ngã ba. Chỉ có rứa thôi à? Ừ, anh chỉ thấy có vậy. Lúc sắp đi, tôi rút bóp, Mận xua tay. Miễn phí cho anh đó. Tôi cự nữ. Đã ế, sông hơ xả xui, lại còn chảnh. Mận đẩy tôi ra. Đi đi. Nếu qua đây thì ghé vô, kể chuyện làng cho em nghe là đủ rồi. Tôi cười gật gật. Dễ ợt mà. Trong khi tôi cài lại khuy áo, Mận bó gối nhìn. Nhìn chân chân vào vách. Mau thiệt, rứa mà em xa quê 6 năm rồi đó. Chưa về lần nào ư? Có chứ, 2 năm đầu em nói với xóm giềng vô học uốn tóc về thăm luôn. Được 2 năm thì thằng On xóm trên có lần vô chơi. Trời xui đất khiến hắn vô trúng chỗ em, hết chối luôn. Từ đó, ông nội em không cho về nữa. Ông nội nói vác mặt về là ông chém chết liền. Mận cười khừ khừ trong cổ, nghe như tiếng rên. Tôi hỏi. Vậy trước đó em gửi tiền về, ông không hỏi tiền đâu mà có sao? Mận thở hắt ra, mắt giáo hoành. Ông cũng lờ mờ biết em làm nghề ni chứ. Nhưng khi xóm giềng chưa biết thì đâu có sao. Xóm giềng biết rồi thì là chuyện khác. Tôi chịu, không hiểu nổi cái logic của ông cháu nhà Mận. Kỳ quê Mận nằm không xa trục đường Bắc Nam. Đường vào làng phải rẽ vào một ngã ba, có dãy đồi chạy lan từ phía núi đến sát đường quốc lộ. Nhờ dãy đồi này mà phong cảnh Cổ Kỳ đẹp như tranh, nhưng cũng vì nó mà ngôi làng cách biệt hẳn với những vùng lân cận. Trong khi nhà ngói mọc lên ở hai bên đường một, thì ngôi làng này vẫn tuềnh toàng chẳng khác gì 15 năm trước. Thật tình mà nói Mận không lấy tiền của tôi cũng phải. Nếu không có lời khẩn cầu của Mận, thì tôi chẳng việc gì phải cho xe vào đây. Mất thêm 30 phút ra vào, mà chẳng có việc gì ngoài việc liếc qua xem có gì lạ không. Thỉnh thoảng Mận gửi tôi cầm về một ít tiền, một gói quà. Cô chẳng bao giờ nói cho tôi biết nhà ở đâu, chỉ bảo ghé đến chỗ bưu điện xã đưa cho người quen nhờ chuyển về cho Mận xanh. Lại cũng Mận à? Mận gật đầu. Chị là Mận chín, em là Mận xanh. Hai chữ Mận xanh làm nước bọt tôi tứa ra. Vì chợt nhớ thói quen trèo cây hái quả non chấm muối ớt hồi nhỏ, chứ không phải vì thói đàn ông ham hố. Mận liếc nhìn cục tội trên cổ tôi phập phồng, nguyết dài thậm thượt. Tôi bảo. Sao em không chỉ nhà để anh đưa đến tận tay cho chắc? Thôi, Mận ngập ngừng lảng tránh, lát sau mới nói. Con bé còn đi học, tội nghiệp nó mà anh. Tôi cáu. Em coi thường anh quá rồi. Ăn có nơi, chơi có chốn. Anh có phải là yêu râu xanh đâu. Biết rồi, nhưng anh mà vô nhà, hàng xóm biết quà em gửi, ông nội em ném ra cửa ngõ liền đó. Với lại em sợ Mận xanh thấy anh, hắn cũng nèo nèo hỏi cho ra em ở đâu. Tôi gật đầu hiểu ý Mận. Tôi là hình ảnh của phố phường, bộ quần áo jean, chiếc dây chuyền nơi cổ, cái đồng hồ trên tay. Hình ảnh tôi sẽ gợi lên tiếng gọi cồn cào từ một cuộc đời no đủ hơn, có thể sẽ làm nung nấu trong lòng Mận xanh thơ ngây ý muốn bỏ làng ra phố, như Mận chín 6 năm về trước.
như Mận Chín, cái hồi đi nhờ xe tôi vào đây, chưa biết sức nước hoa, mang giày cao gót và cố tẩy cho hết vẻ quê mùa như bây giờ. Cầm lái đường dài thật buồn, xe tôi băng qua những quãng đường miền Trung, hai bên là ruộng khô trơ trụi. Tiếng nhạc bolero từ chiếc máy nhạc làm tôi đỡ cô quạnh. Đường dài miệt mài tôi đi. Lần này ghé về thành phố thì đêm đã tối. Tôi tìm chỗ đậu an toàn dưới lùm cây bằng lăng. Một bóng đen từ xa sáp đến gần với ngọn lửa sáng lập lòe. Ai trứng lộn không? Người đàn bà gầy nhom tay xách đèn, tay bưng thúng già lui già tới. Tiếng giao trứng lộn lặp đi lặp lại trong đêm mưa. Thoạt nghe thật ảo não. Nghe lâu dễ khiến người ta tủm tỉm cười. Thấy bóng đen cứ làng vàng không chịu đi, tôi chọc. Có mỗi một cái mà cũng xách đi bán hả o? Người đàn bà thấy tôi bắt lời lập tức chào hàng. Anh cần thì tôi đi kêu, mấy cái cũng có liền. Thôi, đang mệt bã cả người đây, và lại mắc hàng hóa trên xe không đi đâu được. Thì phục vụ tận nơi, lo chi anh, 50 chứ mấy. Được rồi, chị tới chỗ nhà nghỉ đoan trang, kêu cho tôi. Mận lom khom che dù đi tới trong mưa. Tôi đóng sập cửa xe, một tiếng ho từ cổ nàng phát ra. Tôi bật đèn xe, Mận xua tay. Tắt đi anh, ra đây thì phải cẩn thận, chứ không em lãnh đủ đó. Trong bóng tối, tôi cảm thấy vai nàng mỏng hơn, hơi thở cũng nóng rực hơn. Coi chừng em đang sốt đó. Mận cười khàn. Dạo này em đang đắt nên phải cố. Đắt? Bà chủ em giỏi lắm. Có người âm phò trợ mà lại có cả người dương che chở nữa. Bà mới mua thêm căn nhà, mở thêm quán cà phê đó. Mận cười uể oải. Cà phê phía trước 4.000 một ly, ra mé sau 40.000 một ly. Mà thôi, kể chuyện nàng em nghe đi. Tôi kể, người ta đang kéo cáp về làng, chắc sắp có điện. Người quen ở bưu điện xã báo tin là Mận Xanh đã ra nhận tiền. Đúng như Mận đoán, nó nằng nặc hỏi thăm Mận đang ở đâu. Tôi đưa thư cho Mận. Trên đường vào lúc nghỉ chân, tôi đọc lén bức thư, những dòng chữ non nớt nguệch ngoạc. Chị ơi, đi học xa quá. Trên thị trấn đứa mô cũng có xe đạp, chỉ một mình em không có. Chờ em ưng ra phố học may. Không dám bật đèn xe, Mận mượn tôi bật que, che ngọn lửa đọc giấm dúi. Không được, không cho hắn lên phố, bắt hắn phải đi học, thiếu tiền em gửi cho. Mận rủ rỉ, giọng mệt mỏi nhưng đầy tự hào. Em phong trần thiệt đó, nhưng em của em học hành tử tế, ở làng con gái không ai được đi học như hắn mô. Tôi nhét tiền vào túi áo Mận. Mận giãy nảy, nhưng tôi đã mạnh tay đẩy nàng xuống khỏi xe. Lần này thì cầm lấy, liệu mà tầm bổ kẻo rạc người ra bây giờ. Mận vào toilet rửa tay thật lâu rồi trở ra nằm xuống bên tôi. Tôi lùa tay vào áo nàng. Thịt nàng lạnh và mềm, chỉ còn đôi vú sọc sạch là có chút hơi ấm. Tôi nấn ná sưởi tay trên vùng ấm mong manh đó. Mận rúc cái đầu phẳng phất mùi nước hoa rẻ tiền vào ngực tôi như mọi khi. Một lát, nàng đẩy tôi ra, vẻ khổ sở. Sao thế? Tôi nhổm dậy, anh có tiền mà. Mận nhăn nhó, em có tiếc gì anh đâu, chỉ vì em đang bệnh mà. Tôi lặng thinh, buồn nhưng không quá bất ngờ. Kiếp giang hồ trước sau rồi cũng có lúc thế này đây. Mận kéo tôi nằm xuống cười gượng. Anh đừng buồn. Em vẫn có cách làm cho anh vui được mà. Thôi, không cần đâu.
Em mở cửa ra cho anh hút điếu thuốc. Chân Mận lê lẹp xẹp trên sàn gạch. Hồi Mận mới vào làm, bà chủ mắng mãi vì cái tội lê dép. Chỉ có cái đồ nhà quê mới đi nặng nề như voi đạp, nghe tiếng chân người thấy cả cái mùi nước mặn đồng chua đó. Bỏ được cái thói đó, Mận phải tập tành vất vả lắm. Thấy Mận ngồi rụt rè cách một khoảng xa, tôi kéo nàng lại gần. Sao không đi khám chữa đi, muốn chết à? Đi chứ, gắng hết tuần đã. Ngoài làng em. Ngoài làng em có chuyện chi lạ không? Tôi trả lời câu hỏi của Mận không biết bao nhiêu lần rồi. Điện vào làng rồi. Bữa qua nghe nói có người bị điện giật chết. Ai? Anh có nghe tên ai không? Nghe nói ông Bình, ông Binh chi đó. Ông kẹp máy xịt nước trong nách mà tưới cây. Xui xẻo điện hở mạch truyền vào nước. Mận than thở, chắt lằn chắt lưỡi một hồi. Nghe Mận nói hồi nàng đi thì ông này còn nghèo lắm. Mấy năm nay trồng vườn mới khá lên chút đỉnh thì chết oan chết uổng. Tôi nói làng qua chuyện khác. Ngã ba vào làng tráng nhựa rồi, bữa nay Mận sanh đi học khỏi lội bùn lội bụi nữa. Dạ. Mận lẩm bẩm như nói cho mình nghe. Không biết có khỏe mãi mà lo cho hắn được không? Bỗng mắt Mận sáng lên. Này, sao anh không lấy vợ đi, lang bạt mãi à? Lù khù như anh, lấy ai bây giờ? Thôi mà, lù khù ôm lu cũng nổi. Lấy Mận xanh không? Em làm mối cho. Tôi phá ra cười. Thật bất ngờ, Mận có vẻ tự ái. Em đi giang hồ thiệt đó. Nhưng nhà em đã từ em rồi. Từ em rồi thì cái nhà của em vẫn là nhà đàng hoàng. Anh làm rể đó cũng đâu có xấu. Tôi lắc đầu. Quỷ, ai mà nghĩ rắc rối như vậy? Vậy thì anh chê Mận xanh cái gì? Ai chê? Có điều đã thấy mặt mày tiếng tăm chi. Mấy năm nay em giữ khư khư không cho anh giáp mặt. Còn hơn gái cấm cung. Rồi đùng một cái biểu lấy làm vợ. Biết hắn có ưng mình không? Hay hắn lại cho mình cái tát? Hắn chửi vào mặt mình là đồ vô duyên, chạy không kịp. Mận cười, cố nín cơn ho. Nói nghe tội chưa? Anh mà thiệt bụng ưng Mận xanh, em chỉ nhà chỉ xóm cho mà tìm. Anh cứ hứa đi đã, hứa chắc rồi em chỉ cho. Không hứa đâu. Chuyện nhân duyên là số trời, ai dám hứa trước được. Tin thì tin, không tin thì thôi. Tin chứ sao không? Nghe em đi nè, cưới vợ ở quê cho chắc. Mận cầm tay tôi, trong hôm mắt trõm sâu chợt ánh lên một tia lấp lánh. Em làm gái mà anh con tử tế thế này, mai sau chắc đối với vợ con cũng tốt, phải không anh? Già sờ soạng trên mặt bàn, đưa ngón tay quều quào mân mê gói giấy. Nhướng đôi mắt mờ đục về phía tôi, ông hỏi. Tôi hỏi khi không phải nhé, mấy thứ này có phải là của con Mận gửi về không? Tôi nín khẽ một lúc, rồi nói dối. Dạ không, có người bạn cháu quen với Mận xanh, nhờ cháu cầm quà về giúp mà. Còn Mận xanh cả đời ở làng này, làm sao quen ai ở xa được? Hai bàn tay xương sầu run run mở gói giấy, những ngón tay lần mò quanh hộp chè và mấy chai dầu xanh. Hai giọt nước mắt lăn tăn từ từ ứa ra trong hai cái tròng mù lòa. Ông già bập bẹo. Anh đừng giấu tôi biết là của con Mận đây mà.
Anh biết hắn ở đâu thì nói dùm hắn về cho tôi gặp đi. Làng bữa ni cũng khá rồi đó. Về mà làm ăn, đừng đi trôi nổi nữa làm chi. Thái độ của ông già làm tôi bất ngờ. Lúng túng một lúc tôi khẽ dạ. Mừng cho Mận mà cũng lo nữa. Dù sao thì nàng đang bệnh, đâu có thể về lúc này được. Tôi bảo ông cụ. Hay là cụ nói Mận Xanh viết thư nói rõ ý cụ như thế, chứ cháu chỉ nói mồm, sợ cô ấy không tin đâu. Nhưng mà khổ nỗi, con Mận Xanh lại đi mô rồi. Anh cứ nói với con Mận Chín là tôi già rồi, sắp chết rồi, kêu hắn về đây. Dạ, cụ cứ yên tâm, cháu sẽ nói, có gì lần sau cháu quay lại. Từ giã ông già ra đi, lòng tôi lâng lâng. Không rõ Mận Chín có đủ can đảm về không, nhưng ít nhất nàng cũng có một mái nhà đang chờ đợi. Mải vui, tôi quên cả đói. Lúc xe ra đến ngã ba ven đồi, mới nhớ ra từ trưa đến giờ mình chưa có hạt cơm nào vào bụng. Đúng là vùng này giờ đây đã khác nhiều lắm so với cái thời Mận Chín ra đi. Nhà ngói mọc lên đến vài chục nóc, trên mặt đầm tĩnh lặng, mấy chiếc quán tranh mọc lên trên mặt nước. Những mái tranh được cắt tỉa gọn gàng xinh xắn. Băng qua chiếc cầu tre mỏng mảnh, tôi vào một quán có chiếc nia bằng tre treo lủng lẳng ngoài cửa, trên nia vẽ mấy chữ cơm quê. Chủ quán, một người đàn ông vạm vỡ đón tôi vào ngồi trên bộ bàn ghế gỗ thấp lè tè cạnh cái chiếu cói. Dùng chi em? Cháo cá hỉ? Cá vớt ngay dưới hồ đây, tươi lắm. Con cá rẫy đành đạch trong chiếc vợt sũng nước. Người đàn ông xách vào căn bếp khuất sau bức vách. Còn lại một mình, tôi nhìn ra cửa sổ. Quán nào cũng đầy vẻ bình yên, với ngọn khói nhẹ nhàng vươn lên trời xanh. Bên vệ đường, cạnh xe tôi còn vài chiếc ô tô khác đậu trong bóng cây. Đa số là những chiếc xe bốn chỗ ngồi từ xa tới. Tô cháo nghi ngút khói đặt trước mặt. Tôi ngước nhìn. Không phải gã chủ quán, mà là một cô bé gọn gàng, chắc lằn, trong bộ quần lụa áo cánh. Da thịt trẻ trung rực rỡ trong bộ áo quê mùa mộc mạc. Cô bé nhìn tôi cười ngây ngô. Bất giác, tôi hít vào một hơi đầy lồng ngực, cảm thấy quanh đây cái gì cũng tươi tắn, mới mẻ và nguyên sơ. Tôi húp một muỗng cháo, ruột gan thấy dịu lại, ngọt tới đầu lưỡi. Mận ơi, có quạt chưa? Gã chủ quán hỏi vọng vào. Có. Cái tên Mận làm tôi chững lại. Tôi buông thìa, quay nhìn. Cô bé cười, vẻ mặt hồn nhiên, tay phe phẩy chiếc quạt mo rất chân quê. Thì anh cứ ăn đi đã, đi đâu mà vội. Dứt lời, không dừng lại quạt. Cô nằm xoài xuống bên tôi. Đưa tay lật thân áo trước lên, cô ưỡn người để lộ một khoanh bụng nâu mịn với cái rốn sâu tròn trĩnh. Hai bắp vế căng đầy xoãi ra dưới lớp quần lụa. Dáng nằm vụng về thô thiển mà gợi cảm, làm chốc lát tôi hiểu ngay ý nghĩa hai chữ cơm quê treo lủng lẳng ngoài cửa quán. Dưới chân tôi, Mận Xanh đưa hai bàn tay xòe ngón lên cho tôi biết giá cả. Thấy tôi cứ đờ ra, có lẽ cho rằng tôi chê đắt, cô ta nói tỉnh queo. Anh thông cảm, vàng lên thì cái đó cũng lên. Thời buổi ni cơm quê có giá hơn cơm phố đó anh. Tôi sững sờ, cúi mặt. Cảnh tượng xung quanh như nhòe đi. Chỉ còn hình ảnh đôi mắt của Mận Chín trõm sâu đầy bóng tối, với những tia lấp lánh chờ mong.
vừa nghe truyện ngắn Trái Xanh của nhà văn Trần Thủy Mai. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Nhà văn Trần Thủy Mai đã có lần bộc bạch về nghề văn như thế này. Với tôi, viết là sống đời mình trong cuộc đời người khác, là đến với người khác bằng chính mình. Khi tôi viết, tôi thấy mình không lẻ loi. Và thêm một lần nữa, cuộc đời người khác như nhân vật người đàn ông xưng tôi, nhân vật hai chị em Mậu Chín, Mận Xanh ở truyện ngắn Trái Xanh hiện ra thật gần gũi, vừa xót xa đáng trách, vừa ngậm ngùi cảm thông. Nhà văn đã đến với người khác, những nhân vật trong tác phẩm bằng chính mình như lời tự bạch. Sự chia sẻ, nếu có và ắt phải có, nằm sâu trong tâm hồn, ít nhiều dằn vặt và đau đớn. Nhân vật Mận Xanh đã bỏ làng quê nghèo lên thành phố, và cô không thể nào dứt khỏi cạm bẫy ngọt ngào đầy ma lực nơi phồn hoa đô hội. Cô ý thức rõ ràng việc mình làm và cũng đau khổ khi xa chân vào nơi đó. Nhưng có thể cảm thông và thương xót một người như cô, vì cô còn biết nhớ đến quê nghèo của mình, còn biết sợ người ông và dư luận ở quê, còn biết dành dụm chất chiêu từng đồng, những mong người em gái được học hành đến nơi đến chốn. Việc Mận Chín thường xuyên thăm hỏi tin tức, dẫu rằng qua hình thức gián tiếp của gián tiếp, thì cũng hiểu được trong sâu thẳm lòng cô gái còn hướng về cội nguồn, về những gì tốt đẹp còn lại trong con người cô, vốn chỉ là đồ chơi của những kẻ rừng mỡ. Nhưng tiếc thay, điều mong ước của Mận Chín đã không thể thành sự thật, mà lại có một sự thật tàn nhẫn hơn, phũ phàng hơn đối với cô mà chỉ có nhân vật xưng tôi mới biết được. Mận Xanh, tên gọi của cô em cũng đã nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của cám dỗ. Quán cơm quê nơi Mận Xanh phục vụ thì cũng chẳng khác gì nhà nghỉ đoan trang của Mận Chín. Xem ra cung cách thái độ của Mận Xanh tuy còn thô vụng nhưng ẩn chứa sành điệu, sa ngã một cách chóng vánh. Cứ nghe lời Mận Xanh nói tỉnh queo thì biết. Vàng lên thì cái đó cũng lên. Thời buổi này cơm quê có giá hơn cơm phố. Nếu nghe được câu này, hẳn cô chị Mận Chín đau lòng lắm, bởi tia hy vọng mới lóe đã vụt tắt. Chuyện ngắn Trái Xanh không né tránh khi đề cập hiện thực nóng bỏng trong xã hội. Tác động trái chiều của cơ chế thị trường đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội. Dẫu đã được người ông nghiêm khắc tha thứ và dư luận bỏ qua, thì còn phải rất lâu Mận Chín mới trở lại con người thật của mình. Cô đang từng ngày hướng tới điều đó. Còn Mận Xanh, buồn thay lại là phiên bản của Mận Chín ngày trước. Sức cám dỗ của vật chất thật ghê gớm và Mận Xanh đã không thể giữ nổi mình. Điều này khiến nhân vật xưng tôi, một người đàn ông là dân lái xe đường dài từng trải cũng phải cúi mặt sững sờ trước những gì mà mình vừa chứng kiến. Làm gì để con người không sa chân vào vũng lầy và làm cách nào để họ đứng lên dù rất khó khăn nhưng không thể bỏ qua. Đó cũng là trăn trở day dứt của nhà văn khi đến với người khác bằng chính mình. Đấy là cái nhìn hướng thiện, nhân ái, dẫu rằng hiện thực nhiều đau xót, tê tái như câu chuyện vừa rồi. Các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm trên nước ta, nhưng trong ký ức những cựu chiến binh vẫn vẹn nguyên bao kỷ niệm vui buồn và ưu tư. Những tháng năm gian khổ đánh giặc gắn bó với núi rừng Trường Sơn là sự thử thách phẩm chất người chiến sĩ giải phóng vượt lên tất cả. Như câu chuyện của người lính mà tác giả Vũ Quốc Khánh thể hiện trong truyện ngắn Cám Dỗ sau đây. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Minh Nguyệt. Đang vào mùa khô, mùa chiến dịch, kho của Toan ngày nào cũng nhộn nhịp, khi thì xe đến nhập kho, khi thì xe các đơn vị hành quân qua đến lấy hàng. Một mình Toan vừa quản lý trông coi vừa xuất nhập hàng hóa. Công việc thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Hàng đến cứ theo phiếu mà nhập. Hàng đi
cứ theo phiếu mà xuất. Theo dõi sổ sách đã có cấp trên mà cũng chẳng mấy khi cấp trên đến kho được. Có những hôm suốt ngày Toàn hết sức nhập gạo, lại đến bột trứng, lương khô, thịt hộp, tối tăm cả mặt mũi, mệt phờ. Tuy vậy, mệt nhưng vui. Mùa chiến dịch năm nay, quân đi như chảy hội. Khí thế tiến công của quân ta xem chừng sôi nổi lắm. Toàn lính trẻ cả, quần áo còn thơm mùi hồ. Chẳng bù cho Toàn quần áo cấp năm ngoái, nhưng bốc phát nhiều, đã sờn rách cả. Năm nay, quân khu chưa thấy cấp. Gọi là kho, nhưng là kho dã chiến, nên chỉ là các nhà chôn sông, lợp bằng bạt, hàng hóa xếp trên các kệ bằng cây rừng, phủ thêm lượt bạt nữa. Kho của Toàn có nhiệm vụ trung chuyển hàng hóa, nên hàng nhập đến đâu, xuất đến đó, không tồn nhiều lắm. Trời đã về chiều, đồng hồ mới chỉ 4 giờ, mà trong rừng già đã sầm sầm. Toàn đang thu xếp chuẩn bị nghỉ, thì có đơn vị đến lấy hàng. Xuất hàng xong, thì thủ trưởng đơn vị đó gặp Toàn, nói: đơn vị tôi đang hành quân vào chiến dịch thì gặp một người bụng mang dạ chửa đi lạc giữa rừng. Chị ấy nói đã lạc mấy ngày nay, người yếu lắm. Đơn vị đang hành quân gấp, không biết làm thế nào. Đề nghị đồng chí cho đơn vị gửi lại đây. Lúc nào có xe đến giao hàng, nhờ đồng chí gửi xe cho chị ấy về tuyến giao hộ. Toàn đồng ý và đưa chị ta vào một góc kho. Chỉ cho chị ta dọn dẹp lấy chỗ mắc võng, rồi bảo chị ta xuống suối tắm thật nhanh, còn về ăn cơm, không trời tối, lại phải dùng đèn dầu. Quay ra để kiểm tra kho, lúc vào, Toàn vẫn thấy chị ta quanh quẩn. Hỏi ra mới biết, chị ta chẳng có quần áo gì mang theo. Toàn đành lấy quần áo mình, đưa cho chị ta tắm rửa. Tối đến, Toàn mới biết chị ta cũng không có võng. Toàn đành kê tạm mấy miếng bạt xuống đất cho chị ta ngủ tạm. Đến khổ, kể cả có võng mà bụng mang dạ chửa thế, chị ta cũng không nằm được. Đêm hôm ấy, Đài Phát Thanh Giải Phóng đưa tin ta đã mở chiến dịch đánh chiếm Buôn Mê Thuột. Bản tin chưa dứt thì đài đã ọ ẹ, tắt mất vì hết pin. Tiếc quá! Giữa rừng xanh núi đỏ, cánh lái xe giao hàng thỉnh thoảng cho được viên pin nghe đài. Giờ pin đã hết, thật là buồn. Bữa ăn trưa hôm sau, Toàn mới nhìn rõ chị ta. Đó là một người khoảng ngoài 20 tuổi, tầm thước, ưa nhìn, trắng trẻo, dáng dấp đôn hậu, khuôn mặt bầu bĩnh, hiền từ, con mắt thoáng những nét buồn nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, đài cát. Chị ta có bầu chắc khoảng 7-8 tháng. Toàn hỏi: tên cô là gì? Quê ở đâu? Sao lại đi lạc trong rừng thế? Cô ta nghẹn ngào thưa: dạ, em tên là Mai, người thị xã Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Tín. Chồng em làm trung úy, vì không có tiền đút lót cho ông quận trưởng nên bị điều lên làm đồn trưởng đồn Phước Thịnh, cách thị trấn Tiền Phước gần chục cây số. Em lên theo mới được ít ngày. Mấy hôm rồi quân cách mạng đánh vào đồn, chồng em chẳng may trúng đạn chết, thuộc cấp của ông kéo em bỏ chạy vô rừng. Nhưng em bụng mang dạ chửa nên lạc họ, chẳng mang được quần áo, đồ ăn thức uống gì. Em chưa đi rừng bao giờ, lạc lối mấy ngày, vừa đói vừa khát. May được các anh cứu, cho ăn uống, chứ không có thì chết trong rừng mất. Thôi được, cô ở tạm đây, mai có xe đến giao hàng tôi gửi về tuyến sau, rồi tìm đường mà về quê. Ở đây giữa rừng, giữa núi, không biết đường nào mà đi đâu. Trong lúc chờ đợi, có gì cần thì gọi cho tôi. Tôi tên là Toan. Hôm sau, và liên tiếp các ngày sau nữa, không thấy có xe hàng nào. Bộ đội cũng không có đơn vị nào đến nhận hàng như trước. Toàn không biết thế nào, ruột nóng như lửa đốt, không gửi được Mai về tuyến sau. Nhỡ cô ta sinh con ở đây, thì Toàn biết xoay sở làm sao. Điều lo lắng của Toàn càng ngày càng thực tế. Hàng tháng sau, cũng chẳng có ai bén mảng đến cái kho giữa thâm sơn cùng cốc của Toàn thật. Mai đã ộ ệ lắm rồi, chẳng biết sinh nở lúc nào. Quần áo Mai nhất bộ, đành rằng có thể mặc quần áo của Toan. Nhưng nếu sinh nở thì lấy đâu ra tã lót. Mai chưa sinh con lần nào, Toan càng không có kinh nghiệm. Vì lấy vợ xong là vào chiến trường ngay, đã làm gì có con mà biết.
Dù sao cũng phải tính đến khả năng xấu nhất xảy ra, không gửi được Mai về tuyến sau trước ngày sinh nở. Kinh nghiệm mấy năm ở chiến trường cho Toan biết cần phải chuẩn bị để đáp ứng phù hợp với các tình huống. Đồ ăn thức uống Toan không sợ, hàng trong kho có, nếu phải dùng thì dùng vì nhiệm vụ. Cấp trên hỏi vẫn giải trình được, chỉ còn lo các việc khác thôi. Toàn giặt mấy bộ quần áo cũ đã rách của mình phơi khô rồi đưa cho Mai xé ra để làm tã lót. Anh đi kiếm lá phơi khô, lót làm ổ, che chắn chỗ nằm cho Mai. Giặt các miếng bạt rách, phơi làm chiếu và chăn. Múc nước vào các can nhựa dự trữ, chuẩn bị bếp, xong đồi, phục vụ cho Mai khi cần. Ở giữa rừng chuẩn bị được như thế là chu đáo lắm rồi. Mai rất cảm động trước sự chăm lo của Toàn. Cô thấy Toan như chỗ dựa vững chắc của mình. Cô tin cậy anh, bởi từ khi đến đây, mặc dù giữa rừng già hoang vắng lại chỉ có hai người, nhưng Toan chưa hề có điều gì sàm sỡ với cô. Anh chăm lo cho cô như người anh trai chăm lo cho em gái vậy. Cả những điều cần thiết của người phụ nữ khi sinh nở, Toan cũng hỏi cô. Cô biết anh là người rất cẩn trọng và chu đáo. Cô thật sự tin cậy anh và thanh thản giao phó mình cho anh mà không hề phải đắn đo suy nghĩ gì. Rồi việc đến cũng phải đến. Một buổi sớm, Mai thấy đau bụng dữ dội. Mai lờ mờ đoán mình sắp sinh con. Toàn căng thẳng tột độ nhưng cũng vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đỡ đẻ. Đồng thời không quên luôn mồm động viên khích lệ Mai. Đau bụng vật vã từ sớm đến trưa, cuối cùng đứa bé cũng cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc to và khỏe làm Toan nhẹ cả người. Toan đã trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ và đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Ơn trời, sau khi sinh nở, sức khỏe của mẹ con Mai rất tốt. Mai nhiều sữa, con lúc nào cũng no, chẳng quấy khóc gì, ngủ yên thiên thít. Toàn chăm sóc cơm nước cho Mai chu đáo, điều kiện ở rừng thiếu thốn, nhưng như thế cũng là quá đủ để Mai an tâm. Trước đây cuộc sống của cô trên nhung dưới lụa, kể cả khi lên thăm chồng ở đồn, Mai cũng có người phục vụ chu đáo. Nay rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, nhưng với tấm lòng bao dung độ lượng, chăm lo chu đáo của Toàn, Mai cảm thấy thật là may mắn. Trong lòng cô thầm cảm ơn Toàn mà không biết lấy gì đền đáp được công ơn này. Cô chỉ biết nhìn anh với cặp mắt biết ơn, trìu mến. Thấm thoát, con Mai đã được 3 tháng. Đã vào mùa mưa, trời đất lúc nào cũng sầm sì âm ầm. Nhân một hôm đánh bẫy được con chồn, Toan làm bữa ăn cải thiện và bảo Mai làm lễ đặt tên cho con. Mai thật thà bảo, công lao của anh với mẹ con em quá lớn. Không có anh thì mẹ con em đã chết trong rừng sâu núi thẳm rồi. Chứ làm sao có ngày hôm nay. Vì vậy em muốn anh hãy coi con em như là con anh. Em giao con cho anh. Anh hãy nhận làm cha mà đặt tên cho cháu. Toàn cười hiền hậu. Ừ, cô nói thế thì tôi nhận. Tôi đặt tên cháu là An. Cô thấy có được không? Mai thực sự xúc động. Kể từ khi cô đến đây, thi thoảng cô mới thấy Toàn cười. Khuôn mặt nghiêm nghị của Toan làm cho cô tin tưởng, nhưng cô thấy hơi ngại ngại. Nay cô thấy anh cười vừa hiền từ, vừa toát lên vẻ vị tha chất phác. Cô nắm lấy tay anh. Em đã giao phó tất cả số mệnh em cho anh. Anh bảo thế nào, em xin vâng thế ấy. Nhưng anh ơi, anh hãy gọi em là em và xưng anh với em cho phải lẽ. Chẳng lẽ 4 năm tháng nay mà anh em mình còn khoảng cách xa đến thế ư? Anh đã nhận là cha bé An rồi thì anh cũng bằng lòng với lời em để cho em thanh thản, được không anh? Toàn chưa kịp trả lời thì Mai đã ôm chặt lấy anh như sợ anh đi mất. Hơi ấm từ người phụ nữ, một con, truyền sang anh rừng rực. Đã bao năm nay anh chưa được một lần đụng chạm tới người phụ nữ. Giờ đây người anh như mê đi, như bay vào thế giới huyền ảo thần tiên. Cơ thể anh rung lên. Tê cứng, mụ mẫm, không nói được lời nào. Phải một lúc sau, anh mới lấy lại được thăng bằng. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Mai ra, dịu dàng bảo. Em bế con đi, kẻo nó lạnh. Mai bất giác nén một tiếng thở dài.
lòng cô như tê dại, đờ đẫn. Toàn đối xử với Mai dịu dàng hơn so với trước. Cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười anh dành cho Mai thắm thiết hơn. Thỉnh thoảng lúc rỗi, anh bế cô An, nựng nó ra chiều quý mến lắm. Điều đó làm cho Mai vô cùng sung sướng. Cô muốn ôm giết lấy anh, muốn dành cho anh sự chiều chuộng. Muốn chăm lo cho anh như chăm lo người bạn đời gắn bó của mình. Nhưng còn với Toàn, vẫn còn một khoảng cách. Một khoảng cách không dễ gì vượt qua được. Một hôm, Toàn nói với Mai. Anh sốt ruột quá, không biết sao dạo này không có tin tức gì của cấp trên. Anh định ngày mai tìm đường về hậu cứ xem sao. Em ở nhà trông nom kho tàng cho anh nhé. Anh làm sao biết đường, giữa rừng rú thế này đi lạc thì chết. Rồi mẹ con em biết bấu víu vào đâu. Em sợ lắm. Anh cứ theo vết xe mà đi. Anh đổ rằng từ đây về hậu cứ khoảng 3 ngày đi bộ chứ mấy. Anh mang theo khoảng chục cân lương khô là dư sức. Ngày đi đêm ngủ, có tăng võng rồi, lo gì. Đi khoảng 4 ngày mà không thấy đơn vị thì anh lại quay về. Em cứ an tâm, anh đi rừng quen rồi, không lạc được đâu. Mai không dám cản nữa. Sáng hôm sau, Toan lên đường. Mai xem xét. Chuẩn bị mọi thứ cho anh và bịn diện tiện anh. Những ngày vắng Toan, Mai như ngồi trên đống lửa. Chưa bao giờ cô thấy trống trải và hoang mang đến thế. Cô nhớ Toan xa xiết. Ban ngày thì ngóng ngóng trông chờ bóng Toan quay về. Đêm nằm ôm con mà lòng thổn thức, nước mắt cứ trào ra dù cố gắng không muốn khóc. Chỉ mong sao cho trời sáng. Rồi thì 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày vẫn không thấy Toan trở lại. Ngày thứ 11, Mai như phát điên phát dại, tuyệt vọng bế con, dò theo vết xe còn lờ mờ trên mặt đất đi tìm Toan. May cho Mai quá, gần trưa Mai gặp Toan đang về. Mai mừng quýnh lên, đặt vội con xuống vệ cỏ, ôm choàng lấy Toan, khóc nấc lên như một đứa trẻ lâu ngày được gặp mẹ. Toàn kể cho Mai nghe, đã đi dòng giã 4 ngày nhưng không thấy tăm hơi hậu cứ ở đâu. Vết xe ngày cũ, cỏ đã phủ đầy. Có lẽ lâu lắm rồi, không có ai đi lại. Toàn cố đi thêm một ngày đường nữa mà không thấy gì, đành quay trở lại. 2 ngày qua, người mỏi mệt quá, thành ra đi không nhanh như trước. Hai người về đến kho thì chiều đã muộn. Mai chuẩn bị cơm nước. Toàn chơi với bé An một lúc rồi đi tắm rửa. Đang ăn dở bữa thì Toàn lên cơn sốt rét. Rét từ trong lòng rét ra. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Tất cả võng bạt, quần áo, cái gì có thể đắp được, Mai đều dành đắp cho Toàn mà người Toàn vẫn cứ sung lên. Toàn gồng cả người mà không hết rét dù đống củi được Mai nhóm lên hồi tối vẫn đang đỏ rực. Anh đang trong cơn sốt cao, mê sảng. Mai ôm con nằm đè lên Toan, cô cảm thấy như Toan bớt run hơn. Thì là tốt rồi, cần phải ôm chặt Toan, dùng thân mình sưởi ấm cho Toan, chắc sẽ có hiệu quả. Không còn gì để quấn cho con, Mai ngó quanh quất, dù biết chẳng có ai, rồi cởi áo quấn cho con ngủ, đặt con sang bên. Mai chui vào ổ ôm ghì lấy Toan, mong được ủ ấm cho Toan trong cơn sốt rét. Trời đã lờ mờ sáng, cơn sốt rét của Toan xem chừng đã dịu, hơi thở của anh đều đều. Anh đang ngủ ngon. Mai trở dậy cho con bú. Bầu vú đang căng sữa, thằng bé háu ăn, rít chuồn chụt. Cho con ăn xong, Mai mới thấy buồn ngủ ghê gớm. Cô chui vào ổ, ôm Toan và giấc ngủ đến với cô, thật ngon lành.
Trong mơ, cô thấy đang được ôm Toan trong vòng tay yêu thương của mình, tận hưởng hơi ấm của người đàn ông sau bao ngày xa cách. Cô mỉm cười sung sướng, mãn nguyện. Gần trưa, thằng An đẫy giấc, oe oe khóc. Mai vội dậy chăm con, định lấy áo quấn cho con đêm qua mặc, nhưng thằng bé đã đái ra ướt sũng. Mai đành mang rũ, chờ phơi khô, rồi xuống suối tắm. Dòng nước mát rượi làm cô thấy sảng khoái. Mai đỏ mặt khi tự ngắm cơ thể chắc lằn, nõn nà của mình, cùng đôi gò bồng đào đầy đặn, nhô cao kiêu hãnh, ngâm trong làn nước trong vắt. Tắm xong, quần áo vừa giặt hết cả, lại nghĩ rằng Toan còn đang ngủ. Mai cứ thế, không mảnh vải che thân, từ suối đi về lán. Mai không ngờ Toan đã rất sốt và đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn nằm trong ổ nhìn về phía suối. Thấy Mai lên, Toan không dám cựa mình, sợ Mai biết mình thức sẽ xấu hổ. Ở cùng Mai lâu ngày, biết tình cảm của Mai, nhưng chưa bao giờ Toan được ngắm Mai, ngắm thân hình vệ nữ đầy đặn, đầy đam mê của Mai kỹ đến như bây giờ. Trong lòng Toan dấy lên một cảm giác đặc biệt. Anh muốn vùng dậy, tận hưởng đầy đủ những gì Thượng Đế ban cho anh, và anh xứng đáng được hưởng từ Mai. Anh biết chắc rằng Mai sẽ không bao giờ từ chối, sẽ dành cho anh sự tuyệt diệu. Nhưng bỗng chốc, anh nghĩ về Liễu, vợ anh. Anh chợt nhắm mắt, nhớ về mối tình của mình. Là con út của chủ tịch xã, sau khi học xong trung học thương nghiệp trên tỉnh, Liễu được bố trí bán hàng tại cửa hàng thương nghiệp của xã. Liễu cao ráo, mặt mũi sáng sủa, da trắng, tóc dài, và đặc biệt là đôi mắt lúng liếng, sắc như dao cau, đã làm các chàng trai dù mới gặp cô lần đầu cũng phải hồn siêu phách lạc. Toàn cũng vậy, từ ngày đang là sinh viên năm thứ ba, chưa đi bộ đội, anh đã say cô như điếu đổ. Rồi anh cũng mạnh dạn tỏ tình với cô trong kỳ nghỉ hè năm ấy, dù biết rằng có nhiều người đang theo đuổi cô. Cô nhận lời anh bởi vẻ chân chất hiền lành của anh. Vào lính được một năm, về phép nửa tháng trước khi đi bê, bố mẹ anh mang chầu cau sang nhà ông chủ tịch để xin cưới Liễu cho anh. Thế là họ nên vợ nên chồng. Hết phép, anh vào bê và được phân công trông coi kho này đến nay đã được 3 năm. Những lá thư hàng năm mới tới tay người nhận, nhưng tình cảm của anh dành cho Liễu lúc nào cũng đầy tràn, không bao giờ anh nghĩ sẽ phản bội cô. Chợt anh nghe có tiếng động, anh mở choàng mắt. Thì ra Mai đã vào ổ và ngồi cho con bú. Bốn mắt gặp nhau, Mai yên lặng nhìn anh, ánh mắt như phan lơn cầu khẩn. Lát sau, đặt con xuống ổ, Mai lật đám tăng bạt lên, vẫn không một mảnh vải che thân, ôm choàng lấy Toan. Bầu vú cương cứng áp vào mặt anh, giọng nghẹt ngào, khê đặc. Anh ơi, em yêu anh lắm. Anh có biết những ngày anh đi vắng, em nhớ anh đến thế nào không? Bây giờ thì em quyết không để anh đi mất đâu. Em dành cho anh tất cả đấy. Anh chiều em đi. Toan như con mãnh thú ghì chặt lấy Mai, hít hà mùi thơm da thịt quyến rũ của Mai, và chắc chắn việc gì đến sẽ sắp sửa phải đến. Chính lúc đó, cặp mắt lúng liếng, sắc như dao cau của Liễu bỗng như hiện ra, nghiêm nghị nhìn Toan. Cơ thể của Toan bỗng mềm nhũn, mồm miệng đắng ngắt, các cơ bắp trùng xuống oặt oẹo. Anh đỡ Mai dậy, nhìn sâu vào đôi mắt tê dại ngỡ ngàng của Mai, nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ cương quyết. Mai ơi, không được đâu em, anh còn vợ ở nhà, anh còn tổ chức nữa, thông cảm cho anh, đừng trách anh em nhé. Mai run run bám vào anh, giọng van nài tha thiết. Em không bao giờ giành anh khỏi tay chị ấy đâu. Em chỉ muốn anh thương em, thương số phận em lúc này thôi. Còn sau này anh quên em ngay cũng được. Em không đòi hỏi cũng như ràng buộc trách cứ gì anh đâu. Chiều em một lần thôi cũng được anh nhé. Một lần nữa, Toan nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ vòng tay Mai đang ghì chặt lấy mình. Mai bật khóc nức nở, rũ rượi như con gà bị cắt tiết. Toan đỡ Mai,
lấy quần áo của mình mặc cho Mai. Mai đờ đẫn gục vào lòng Toan, khóc không ra tiếng. Mấy hôm sau, Toan lại đi tìm về hậu cứ một lần nữa, nhưng về phía ngược lại. Mai ở nhà mong ngóng hàng ngày cùng với nỗi lòng thổn thức, y như lần trước vậy. Nửa tháng sau, Toan trở về cùng hai xe GMC của tỉnh đội. Bây giờ thì Mai mới biết đất nước đã giải phóng được nửa năm. Vì không có đài, lại ở giữa rừng già Trường Sơn, không dân cư, không người qua lại, nên cả Mai và Toan không ai hay biết gì. Đơn vị cũ của Toan phải di chuyển gấp, phục vụ cuộc tiến công thần tốc của quân ta, nên không ai kịp báo cho Toan biết. Đến khi giải phóng xong, biết bao việc phải làm, nên không ai nhớ còn có một kho hàng còn ở giữa rừng già, thâm sơn cùng cốc. May mà Toan đã tìm được một buôn của đồng bào ED, nhờ đồng bào đưa về báo cáo cơ quan tỉnh đội. Sau đó, Mai và con được đưa về đoàn tụ cùng gia đình. Toan được chuyển ngành về trường cũ học tiếp. Hôm chia tay, Mai rơm rớm nói với Toan. Em không bao giờ quên được anh. Bé An đã là con anh. Em không bao giờ lấy ai khác. Em nguyện mãi mãi là vợ anh. Dù anh chưa một lần động chạm, chưa một lần đồng ý. Anh về nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe và ghi thư cho em, anh nhé. Toan ôm Mai từ biệt và đặt lên trán cô một nụ hôn. Về đến nhà, Toan đau đớn hay tin Liễu đã bỏ về nhà bố mẹ vì có con riêng với người khác và chờ Toan về để giải quyết ly hôn. Ngày đầu người tình của Liễu là con một ông to trên huyện và cũng đắm đuối vì cặp mắt lúng liếng, sắc như sao cau của cô. Bố mẹ anh tóc bạc phơ phác, tiểu tụy vì nhớ con, thương con. Toan như phát điên phát dại, bỏ ăn uống mấy ngày liền, cứ nằm trừng trừng nhìn lên mái nhà. Rồi thì mọi chuyện cũng phải xảy ra. Toan và Liễu chia tay nhau sau một phiên tòa chỉ còn là thủ tục. Rồi Toan cũng bình tâm trở lại. Trong khi chuẩn bị về trường học tiếp, anh nhận được thư Mai. Anh run run bóc thư. Mắt anh nhòe đi khi đọc những dòng thăm hỏi của Mai. Không có một chữ yêu thương nào trong thư, nhưng anh thấy tất cả tình yêu chân thành sâu sắc mà Mai đã dành cho anh. Bất giác, trong lòng anh dấy lên một tình cảm yêu thương vô bờ bến đối với Mai mà bao lâu nay